Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự ICT của kênh Công nghệ thông tin và truyền thông VTC2. Bản tin ngày 18 tháng 11 năm 2012 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Thay vì nhận hoa, thiệp chúc mừng và quà tặng, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị được nhận thiệp điện tử trong ngày 20 tháng 11. 10 tháng đầu năm 2012, cả nước chi gần 4 tỷ đô la Mỹ để nhập khẩu điện thoại và linh kiện. Thêm một giải pháp tìm kiếm địa điểm thuần Việt xuất hiện trên thị trường. Trong phần tin quốc tế, lỗi màn hình iPhone 5 làm khó các tín đồ của game di động. Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 đang đến gần và có lẽ chưa năm nào câu chuyện chống tiêu cực, lãng phí, quả cáp, biếu xén lại được chú ý như năm nay. Trong khi Bộ Giáo dục và Đào tạo tuyên bố sẽ không tiếp khách, không nhận hoa dịp lễ này, thì Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cũng có cách làm rất hay, là đề nghị chỉ nhận thiệp điện tử trong ngày này. Theo công văn Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh gửi đến các cơ quan ban ngành thành phố, trong dịp lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam năm nay, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh xin được nhận những tình cảm tốt đẹp của các cơ quan đơn vị bằng thiệp chúc mừng điện tử tại địa chỉ email văn phòng.sở.thanh.phố.hồ.chí.minh@moet.edu.vn. Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng đây sẽ là món quà ý nghĩa nhất đối với đội ngũ cán bộ, chuyên viên, nhân viên Sở Giáo dục và Đào tạo trên tinh thần thân ái và tiết kiệm. Mỗi ngày tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel thu về gần 400 tỷ đồng. Con số này khiến nhiều người bất ngờ trong bối cảnh kinh tế khó khăn như hiện nay. Thông tin này được một lãnh đạo cao cấp của tập đoàn này tiết lộ với báo giới. Doanh thu năm 2012 của Viettel dự kiến sẽ đạt khoảng là 140.000 tỷ đồng, tương đương bình quân mỗi ngày đạt gần 400 tỷ đồng. Lợi nhuận năm 2012 của tập đoàn này dự tính sẽ đạt khoảng là 22.000 đến 23.000 tỷ đồng, tương đương hơn 1 tỷ đô la Mỹ. Năm 2011, doanh thu của Viettel đạt là 117.000 tỷ đồng, lợi nhuận đạt gần 1 tỷ đô la Mỹ. Kinh tế vẫn tiếp tục khó khăn, song dường như thị trường tiêu thụ điện thoại di động không mấy bị ảnh hưởng. Bằng chứng là trong tháng 10 vừa qua, cả nước vẫn chi thêm trên 520 triệu đô la Mỹ cho việc nhập khẩu điện thoại, linh kiện, tăng 20% so với tháng 9. Theo số liệu của Tổng cục Hải quan vừa công bố, tính đến hết tháng 10 vừa qua, cả nước đã nhập khẩu điện thoại các loại và linh kiện trị giá là 3,97 tỷ đô la Mỹ, tăng 91,4% so với tháng 10 năm 2011. Cũng theo số liệu này, trị giá xuất khẩu điện thoại các loại và linh kiện trong tháng 10 vừa qua đã đạt là 1,43 tỷ đô la Mỹ, tăng 17,2% so với tháng trước. Qua đó nâng tổng trị giá xuất khẩu nhóm hàng này trong 10 tháng lên là 10,06 tỷ đô la Mỹ. Tăng gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ năm 2011. Đối với mặt hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, trong tháng 10 năm 2012, kim ngạch nhập khẩu cũng đạt là 1,39 tỷ đô la Mỹ, tăng 16,4% so với tháng trước, nâng tổng trị giá nhập khẩu nhóm hàng này trong 10 tháng năm 2012 lên 10,68 tỷ đô la Mỹ, tăng 77,4% so với cùng kỳ năm 2011. Hãng điện tử Samsung vừa được cấp phép triển khai dự án xây dựng nhà máy sản xuất điện thoại di động và điện tử thứ hai tại Việt Nam với nhiều chính sách ưu đãi. Dự án nhà máy sản xuất điện thoại di động và điện tử thứ hai của Samsung cũng sẽ được đặt tại Bắc Ninh. Dự án này có tổng vốn đầu tư là 830 triệu đô la Mỹ, nâng tổng vốn đầu tư của Samsung tại Bắc Ninh lên là 1,5 tỷ đô la Mỹ và cũng nhận được mức ưu đãi cao nhất từ chính phủ Việt Nam. Để triển khai dự án mới này, Samsung sẽ thuê thêm 40 hectare đất công nghiệp tại khu công nghiệp Yên Phong, sáp nhập với dự án hiện tại để trở thành tổ hợp Samsung tại Bắc Ninh. Samsung cho biết việc tăng vốn đầu tư sẽ giúp nâng tổng doanh thu lên là trên 20 tỷ đô la Mỹ một năm so với mức là 10 tỷ đô la Mỹ hiện nay và sẽ góp phần tạo việc làm cho trên 30.000 lao động, thu hút khoảng 300 doanh nghiệp vệ tinh. Theo thông tin từ công ty cổ phần dịch vụ thẻ Smartlink, đơn vị này mới đây đã bắt tay thêm 3 ngân hàng mới cùng triển khai dịch vụ chuyển tiền liên ngân hàng qua thẻ. Và sau một năm triển khai đến tháng 11 này, tổng cộng đã có 18 ngân hàng với 15 triệu chủ thẻ đã tham gia dịch vụ chuyển tiền liên ngân hàng qua hệ thống Smartlink. 3 ngân hàng mới tham gia hệ thống Smartlink gồm Ngân hàng Liên Việt Bưu Điện, Ngân hàng Nam Việt, Ngân hàng Hồng Lê Ông Việt Nam. Chủ thẻ của các ngân hàng này từ nay đã có thể sử dụng các kênh giao dịch điện tử của ngân hàng phát hành thẻ như ATM, Internet Banking, Mobile Banking, SMS Banking để thực hiện giao dịch chuyển khoản liên ngân hàng tới chủ thẻ nội địa hoặc quốc tế của ngân hàng khác một cách thuận tiện. Chỉ trong vòng tối đa là 30 giây tiền sẽ được chuyển đến tài khoản thẻ của người nhận. Tới thời điểm này, thông qua hệ thống Smartlink, 1/3 số người sử dụng thẻ tính trên tổng số thẻ toàn thị trường đã có thể chuyển tiền liên ngân hàng cho nhau qua tài khoản thẻ, số thẻ mà không cần tới ngân hàng giao dịch.
Lâu nay khi nói đến tìm kiếm địa điểm trên các thiết bị cầm tay, nhiều người trong số chúng ta thường nghĩ tới các ứng dụng của Google, Apple hay một ứng dụng thuần Việt cũng đã tương đối phổ biến là Vietmap. Tuy nhiên cũng có một ứng dụng tìm kiếm khác có thể mang lại cho người sử dụng những trải nghiệm và tiện ích khá mới mẻ, đó là ứng dụng tìm kiếm Viet2Go. Theo nhóm thiết kế và phát triển phần mềm này thì khác với nhiều ứng dụng tìm kiếm khác, khi dùng Viet2Go người dùng có thể tìm các địa điểm hấp dẫn xung quanh vị trí hiện tại thông qua màn hình tương tác thực, GPS và các trợ giúp hữu ích. Sinh viên khoa Marketing Đại học Thương mại Nguyễn Thúy Liên có một sở thích khá đặc biệt, đó là khám phá các địa danh nổi tiếng tại thủ đô. Với Thúy Liên, việc sắm cho mình một chiếc điện thoại thông minh và cài đặt sẵn các phần mềm hỗ trợ là cần thiết. Tuy vậy, cô sinh viên này luôn thấy e ngại với những phần mềm phải trả phí, nên luôn tìm kiếm những phần mềm thuần Việt miễn phí, hỗ trợ tìm kiếm địa điểm cho chiếc điện thoại của mình. Qua giới thiệu của bạn bè, Thúy Liên đã cài đặt phần mềm Viet2Go về điện thoại và sử dụng từ hơn 2 tuần nay. Theo bạn sinh viên này, điểm thú vị của phần mềm Viet2Go chính là việc người dùng có thể tương tác trực tiếp với môi trường xung quanh thông qua màn hình smartphone và thu về những thông tin liên quan đến địa điểm đang tìm kiếm. Mình đang loay hoay không biết là sẽ tìm cái ngân hàng gần tới đâu vì trong ví của mình đã hết sạch tiền rồi. Mà rất là may là đã nhìn nhờ cái Viet2Go này nên mình đã thấy được cái ngân hàng ở đây như bạn thấy đấy. Nó khác hẳn với những Google Maps mình hay sử dụng ấy. Google Maps thì nó chỉ nó hay chung 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 hơn, còn đây theo như cái Viet2Go này mình dùng thì nó phân loại ra, bạn có thể tìm kiếm bất cứ cái gì mà bạn muốn, các địa điểm dù là nơi đấy bạn chưa hề đến. Đây là giao diện phần mềm Viet2Go trên điện thoại iPhone. Khi chạy phần mềm này, chức năng camera của điện thoại sẽ hoạt động. Phía trái màn hình tương tác thực có thanh ba giúp người dùng xác định khoảng cách được lựa chọn từ vị trí hiện tại đến địa điểm cần tìm kiếm. Còn bên phải màn hình là một chiếc la bàn giúp người dùng định hình hướng tìm kiếm. Với ứng dụng Viet2Go, người dùng có thể định vị chính xác địa điểm dựa trên tọa độ và công nghệ định vị toàn cầu GPS. Bán kính tìm kiếm có thể thay đổi từ 1 đến 10 km bởi người dùng. Độ sai lệch của định vị có bán kính khoảng 40 đến 50 mét. Phần mềm Viet2Go và phần mềm sử dụng công nghệ tương tác thực để tìm kiếm và quảng bá các địa điểm. Công nghệ tương tác thực là công nghệ mà cho phép những đồ vật 2D hoặc 3D hiển thị bằng cái dữ liệu số hiệu hóa và hiển thị trên màn hình smartphone với các lớp thông tin được hỗ trợ. Người dùng có thể tương tác với những cái vị trí, những cái địa điểm xung quanh mình và kết quả trả về các thông tin hữu ích của địa điểm. Theo đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn giải pháp phần mềm 2T, đơn vị phát triển phần mềm Viet2Go, việc kết hợp dịch vụ GPS và radar của phần mềm này có thể chỉ đường và hướng cho người dùng đi đến điểm nhanh chóng. Ứng dụng có nội dung thông tin thuần Việt này còn tích hợp công cụ hỗ trợ đa dạng như chỉ đường, gọi điện, trang web, chia sẻ mạng xã hội. Tuy nhiên hiện tại, cơ sở dữ liệu của phần mềm Viet2Go mới chỉ có hơn 7.000 địa điểm tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Điểm trừ đầu tiên đó là hiện tại chúng tôi, cái cơ sở dữ liệu chúng tôi chưa phủ sóng được trên cả nước, mà hiện tại mới phủ sóng được hai thành phố lớn ở Việt Nam, đó là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Một điều nữa là tâm lý của người Việt đang dùng bất cứ phần mềm nào cũng lo sợ là chúng ta mất tiền và không có uy tín. Hiện tại, Viet2Go đã có thể chạy trên các hệ điều hành như Android và iOS. Dự kiến đến quý 1 năm 2013, công ty giải pháp phần mềm 2T sẽ ra mắt phiên bản 2 Viet2Go tích hợp cơ sở dữ liệu của tất cả các tỉnh thành tại Việt Nam. Sau hơn một năm triển khai, Google đã bắt đầu kết nối người dùng ở thành phố Kansas, bang Kansas nước Mỹ với dịch vụ Internet sử dụng cáp quang tốc độ siêu nhanh 1 gigabit trên một giây. Cư dân thành phố Kansas, Mỹ chính là những người đầu tiên được sử dụng thử dịch vụ Internet mới của Google và xem liệu nó có nhanh như những gì mà Google đã quảng cáo. Các nhân viên của Google đã đi gõ cửa từng nhà để thông báo rằng dịch vụ đã sẵn sàng và giúp đỡ thiết lập để hệ thống mới hoạt động. Để sử dụng gói dịch vụ Internet tốc độ siêu cao 1 gigabit trên giây, người dùng phải chi ra 70 đô la Mỹ mỗi tháng. Tốc độ này áp dụng cho cả việc tải lên và tải về. Ngoài ra, nó còn bao gồm ổ lưu trữ dữ liệu dung lượng 1 terabyte. Sau nhiều lần trì hoãn ra mắt BlackBerry 10 cùng các sản phẩm chạy nền tảng này, cuối cùng hãng Research in Motion cũng đã chọn được thời điểm trình làng cụ thể vào ngày 30 tháng 1 năm 2013.
Sự kiện giới thiệu BlackBerry 10 sẽ diễn ra vào ngày 30 tháng 1 năm 2013, cùng lúc tại nhiều quốc gia. Và tại đây, hai thiết bị đầu tiên chạy trên nền tảng mới sẽ được hé lộ. Có thể đó là hai chiếc máy thuộc dòng L và N mà chúng ta đã nghe tới khá nhiều thời gian vừa qua. Một có bàn phím và chiếc còn lại là cảm ứng hoàn toàn. Theo Research Emotion, họ đã gửi rất nhiều máy BlackBerry 10 tới các nhà mạng đối tác lớn trên toàn thế giới để thử nghiệm. Với thông báo mới này, dư luận hẳn sẽ rất quan tâm xem liệu BlackBerry 10 có thể mang lại sức sống mới cho các thiết bị BlackBerry đang liên tục đánh mất thị phần vào tay các đối thủ như hiện nay hay không. Một công ty nghiên cứu kinh doanh các trò chơi điện tử của Anh mới đây đã phát hiện ra lỗi ở màn hình cảm ứng của iPhone 5, qua đó có thể gây khó khăn cho các nhà phát triển game cũng như người sử dụng. Theo công ty CMA Megacorp, khi thực hiện thao tác vuốt theo đường chéo ở tốc độ cao thì thiết bị mất khả năng tiếp nhận lệnh đầu vào và thậm chí đôi khi còn bị treo cứng. Hầu hết người dùng iPhone 5 sẽ không nhận ra lỗi kể trên, tuy nhiên những nhà phát triển game lại rất quan tâm bởi các trò chơi trên thiết bị cảm ứng thường tiếp nhận rất nhiều thao tác của người dùng trên màn hình theo các góc và hướng khác nhau. Hiện giờ chưa ai xác định được lỗi kể trên là do màn hình Intel mới của iPhone 5 hay là vấn đề nằm trong phần cứng hoặc phần mềm. Tuy nhiên, Apple hẳn sẽ phải để mắt đến vấn đề này bởi thực tế cho thấy không ít người dùng iPhone là tín đồ của game di động. Tiếp tục chương trình là những thông tin quốc tế đáng chú ý khác. Hãng sản xuất Trung Quốc Foxconn vừa bắt đầu triển khai kế hoạch sử dụng công nhân robot trong các nhà máy. Trước mắt, Foxconn đã đưa 10.000 robot vào sử dụng tại một nhà máy ở Trung Quốc và dự kiến đến cuối năm nay, 20.000 robot nữa sẽ được bổ sung để thay thế cho các nhân công. Chi phí mà Foxconn đầu tư vào chế tạo robot công nhân là khoảng 20.000 đến 25.000 đô la Mỹ, song những công nhân điện tử này chỉ có thể đảm nhiệm những việc đơn giản lặp đi lặp lại như nâng vật, lựa chọn vật hay sắp xếp bố trí đồ. Hãng công nghệ Mỹ Apple đã chọn Brazil là nước đầu tiên để mở cửa hàng chính thức tại khu vực Mỹ Latin. Cụ thể hơn, cửa hàng này sẽ được đặt tại thành phố du lịch Rio de Janeiro. Tính đến nay, Brazil là nước thứ 14 có cửa hàng chính thức của Apple. Hiện Apple chưa thông báo ngày cụ thể khai trương cửa hàng tại Brazil vì hãng còn đang tuyển nhân viên bán hàng cũng như chuyên gia tư vấn kỹ thuật. Tập đoàn Toshiba vừa tiến hành nối lại hoạt động sản xuất tại nhà máy bán dẫn ở Thái Lan để đảm bảo nguồn cung loại chip được thiết kế dùng cho smartphone và máy tính bảng. Nhà máy này từng phải đóng cửa trong gần một năm sau khi Thái Lan hứng chịu thảm họa lũ lụt hồi năm ngoái. Ngoài ra, tập đoàn chế tạo chip hàng đầu của Nhật Bản cũng đang tiến hành xây dựng một nhà máy mới ở Phuratchimburi, phía đông nam của Thái Lan. Những thông tin quốc tế vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự ICT ngày 18 tháng 11 năm 2012. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.